Ngọc xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Bé Nhỏ của Ngọc nha. Thì hôm nay Ngọc với lại anh Hai Ngọc nè sẽ dẫn cả nhà đi xuống một cái đầm, nó có rất nhiều cây cây mắm luôn cả nhà. Thì Ngọc dẫn cả nhà đi xuống đây bắt hải sản, thì cả nhà hãy theo chân hai anh em mình nha cả nhà. Ngọc mới xuống tới chỗ ở nhà, ở trong này thì nó cũng ít nước, không có nước. Ê, con dợp mà cả nhà, đây con dợp nè, này thì cũng vừa thôi chứ không có to mấy. Cá bóng hả? Đâu để em tới em coi thử nào. Anh Hai mới phát hiện được con cá bóng cả nhà. Đâu ui cá bóng gì lạ vậy? Cái đó cá bóng là cá bóng gì vậy này? Biết. Ừ, nó chạy chụp đi. Dính không? Dính. Hay quá. Này cả nhà. Cá bóng gì vậy? Cá bóng gì không biết, cái bóng gì nữa. Không biết cá bóng rồi. Cả nhà có biết, cả nhà bình luận với nhân Ngọc lại anh Hai biết nha cả. Ui cái nó nhảy rồi. Nhảy rồi, chạy đâu rồi? Rồi ok, giờ bảo bịch nha. Cả nhà biết, cả nhà bình luận bên dưới cho Ngọc biết nha cả nhà. Cái bóng rất là nhiều loại luôn. Cua hả? Đâu để em qua em xem thử hả? Bự không? Trong nè. Em nghĩ bà khí sao á? Khí á, em cua. Con có ăn được. Bà khí hả? Bà khí vậy thôi bỏ đi. Khí con bà khí ăn được mà anh. Hay mình bắt bà khí lên mình nướng mình ăn luôn chứ? Bắt cua quát thì giờ bắt bà khí ăn được. bắt cua quát à. Mà nãy giờ đi, nãy giờ con chưa phát hiện được con cua nào hết cả nhà. Mắt đỏ rồi thấy không? Tôm hả? Tôm hả? Đâu? Mắt đỏ chết này không? Thấy rồi. Bắt đi. Rồi, dính. Mắt đỏ kêu ở. Ồ, không dính à? Không. À đù. Thấy rồi đó. Hả? Thiếu à? Được không? Thiếu à? Chạy mất tiêu rồi ta. Chạy nó mất rồi trời. Thế nào? Để coi tôm bắt là đừng đi nước đục, không thấy đường bắt đâu. Cũng mình rồi cái đèn cho con mắt nó cả nhà. Con mắt nó nổi lên đỏ chét vậy á. Rồi rồi anh Hai chụp đi. Dính. Dính không? Dính. Đó. Anh Hai dở lên cái nhà xem à. Đấy, cá bóng này. Tôm cả nhà. Đó. Đây bắt được mấy con. Cũng được con tôm à. Được con tôm chứ con cá bóng. Anh mình phát hiện, mới phát hiện đường con cá bóng đó cơ nè. Chấp. Dính. Chạy nữa. Đục nước vậy sao thấy tôm. Mình đi lại từ từ thôi chứ. Ê này em thấy một con nè. Ui bự quá trời, bự luôn nè. Hai. Hai đó nè. Thấy điện em luôn đó. Thấy không? Nè con mắt đỏ chét luôn. Tôm bự. Chấp. Từ. Tiếp cận. Rồi. Chấp. Đủ. Nó chạy, nó nhảy kìa cả nhà. Trời ơi. Nó nhảy nhanh ghê á. Nói chung là mình cũng dễ bắt nó ghê cả nhà. Mình rọi đèn vô cái là con mắt nó đỏ lên nè. Chạy là uống rồi á. Cũng to cả nhà. Con nữa hả? Ôi kìa cả nhà. Thấy mắt đỏ chết này không? Thấy rồi. Em thấy không biết cả nhà có thấy không? Không biết, to cả nhà nhỏ thì không biết rồi. Từ em cho cả nhà thấy không? Ừ, mắt nó đỏ nè. Hình như con đó. Này cũng nó đỏ, hai mắt đỏ nè. Cũng còn nhỏ. Okay, đó cả nhà. Tiếp cận chụp nè. Chạy nữa gỡ. Rồi xong. Tay này chỉ có mò cua chứ bắt tôm gì cả nhà. anh chụp luôn xem thử coi. Nó chạy rồi kìa. Em thấy nó chạy rồi. Mấy ông anh mình là tay là bắt cua nhưng không có bắt được tôm ở nhà. anh chụp đi. Đó cả nhà thấy con mắt nó đỏ lên không? Đó. Anh chụp được không? Chụp. Dính không? Không. Lành quá. Ơi nó kìa. Đó. Kìa. Đó. Rồi. Thấy không? Hai tay bắt nó được không? Một. Anh bắt đi.
bắt cái cây này bắt không được chưa? Tôm nó còn ranh luôn ấy. Ranh luôn cả nhà ơi. Chụp. Anh chụp hai tay thôi dính không? Em nghĩ chắc chắc trong đó dính á, tại vì nó rậm á. Dính nè. Cái rễ cây mắm nó mọc cao nè cả nhà. Nó cao chắc cũng tầm 30 40 vậy á cả nhà. 30 40 phân á. Được không? Đây, mình đỡ cho cả nhà xem. Đấy. Cũng nhỏ hơn, không có to. Rồi tôi thấy rồi. Thấy chưa? Sao nó chạy em không thấy nữa rồi? Đâu? Nè, nó đụng nhẹ hơn nhẹ hơn. Đó đó cả nhà thấy không? Hai con mắt đã chết luôn nè, đó. Thôi, im đứng im. Chụp hai tay luôn. Ý, chạy đâu rồi? Ừ. Ê này, đó, đó đó nó nằm dưới, nó nằm dưới, nó nằm ở dưới đó đó đó, thấy không? Ngay ngay chỗ cái đèn em nè, đó. Ngay chỗ đèn em nè, đó. Hình như mình vậy đục quá, mình không thấy nữa cả nhà ơi. Rồi xong luôn, đục quá mình không thấy nữa. Dính. À đù. Đâu? Đó cả nhà. Tôm, đó anh Thịnh mới mới bắt được con đó. Xuống bắt nghêu mà giờ bắt tôm. Một em nữa nè. Mới phát hiện thêm con nữa cả nhà ơi. Cũng khá là bự luôn. Chụp. Tại vì nước đây nó cũng sâu quá. Dính không? Hay quá. Đó cả nhà. Giờ tôm này mình làm gì ta? Nướng luôn. Nướng luôn hả? Lát nữa lên nướng luôn chứ. Đâu đâu. À kìa cái này. Đó cả nhà thấy không? Mắt đỏ chét nè. Đó chỗ đèn ngọn rồi tới nè. Sình nó bậy tới nó chè lại luôn rồi. Ê kia cái kia nó kìa. Kia kìa cái đèn em rõ kìa thấy không? Cái hai con mắt cái sáng chân luôn kìa. Đó. Hai con mắt cái sáng chân luôn. Không ngờ là bữa nay đi trúng bánh luôn á nha. Chạy rồi. Chạy rồi. Được không? Được. Dính luôn. Ai. Hay quá. Đây con bự con cả nhà. Mà đá luôn. Tôm mới tôm gì ta? Không biết. Lúng quá cả nhà. Lúng lại. Người ta bỏ tôn xi măng dưới đây nè cả nhà. Mình dăm nãy mấy lần rồi. Người ở trong á chắc không còn tôm ở đâu anh ha. Đúng không? Giờ mình vô đây mình kiếm cua cho em Ngọc nghĩ chắc ở trong đây không còn tôm nữa. Tôm bự lắm hả anh? Đâu? Đi từ thôi để từ ra. Còn không anh? Còn. Nó bị dính trong mấy cái rễ đây nó ra không được. Phải không? Em nghĩ chắc con đó là chết chắc 100% rồi á. Hả? Đâu chắc em coi thử cái. Ui con tôm bự cả nhà ơi. Tôm rất là bự luôn. Chụp anh. Nó ra không được. Ừ đúng rồi. Y. Chạy rồi. Ấy kia còn cả nhà. Chụp. Ý nãy vào em mà. Đồ nó uống dữ vậy. Chạy đâu rồi ta? Cái gì vậy? Con bự á. Từ. Này anh ba của Ngọc này cả nhà. Mới nãy đi chung nhưng mà bị mắc công chuyện xíu, chạy giờ tới lại. Chờ nhà nha. Đây con bự. Hình như là cái con của anh Thịnh mới nãy anh Thịnh phát hiện ra sao anh vậy à? Tôm nó. Chạy đâu rồi? Đi đâu? Ngọc nghĩ chắc mình bắt được á. Tại vì cái rễ cây nó đâm lên á. Nó rậm ở cả nhà, như là một cái bẫy vậy á. Dính không anh? Nó nhảy con tôm này cũng khá là bự cả nhà ơi. Rất là bự luôn chứ không phải là khá là bự nữa. Nó chạy lung tung à. Rồi xong rồi mất tiêu luôn rồi. Rồi mất tiêu luôn cả nhà. Theo Ngọc đốn là sai lầm rồi cả nhà. Nó cũng vẫn chạy được. Nó khó chạy, nó khó búng được đâu. Đúng rồi. Giờ mình bắt từ từ thôi. Mình hấp tớ.
Anh ba mới bắt được con tôm cả nhà. Cái này con tép bạc. Tép bạc hả? Đã gọi là con tép bạc hả? Ờ. Dạ. Yeah. Con tép bạc rồi. Ngọc cũng không rành nữa. Chứ không phải. Ở ngoài nó trống mà nó nước nó sông nó sình nó lúng cả nhà. Với lại nước nó cũng cao cho nên Ngọc lại mấy anh em đi vô trong đây. Nó mình đi nó dễ dàng hơn. Mà nó cũng có cua nữa cả nhà. Ở ngoài đó thì tôm thì nhiều mà lúng quá. Sâu quá không thấy. Mình đi tới một cái là cái nước sình nó trôi đi tới là nó phủ mất con tôm luôn. Đâu? À, đợi em quay nha, em đang ở bên đây. Này mới phát hiện được con cua cả nhà. To này. Cũng vừa hả? Bên này thì cũng dở đi cả nhà. Đâu? Đây cả nhà, trời con cua. Đây cả nhà thấy không? Đó, trời ơi. Bắt luôn. Nó kẹp luôn. Làm rúa mày. Không giữ cả nhà. Đấy. Lấy cây đi lại. Vừa táp vừa mà. Rất là hung dữ luôn cả nhà ơi. Gú mà. Đó. Một người ba không được. Ê, thì hai người. Nó móp trời con cua mềm bà. Con cua lột vỏ hả? Con cua lột vỏ mà nó táp như đúng rồi. Trời ơi, làm sợ như là gì á. Cua lột vỏ cả nhà ơi. Cua lột vỏ. Cua lột vỏ là hình như là hiếm gặp nó lắm đúng không? Mà nó táp như là được mùi, được táp cái trời. Nó táp đâu không? Mềm chìa bà. À, mềm chìa bà cả nhà ơi. Ê. Nó mềm chìa bà cả nhà ơi. Con này cua cái. Cua cái hả? Cái vỏ mềm xìu à. Nè. Kiếm bự mà. Cái. Đá cả nhà. Rồi. Bỏ bao lên ta. Nãy giờ mới phát được hiện được một con cua. Bỏ ra. Không? con cua mềm chèo cho nó kẹp sợ. Này mới phát hiện được một con cua nữa nè cả nhà. Còn hai bác anh này. Cua này thì nó nhỏ hơn cua bữa nãy đó ha. Đừng nói nó mềm nữa nha. Cứng. Ngọc tưởng hình nó mềm nữa chứ. Nha, rồi. Ở bao ơi. Đâu? Sao em thấy? Trời ơi, ông giỡn nữa chứ. Từ bên đây ông giỡn Ngọc tưởng là con cua ở nhà. Nó cua. Làm nhìn muốn chết luôn. Đang hấp dẫn mà còn chọc nữa chứ. Này con ba khía cả nhà nó nằm ngay đây nè. Nhà thấy nó bự không? Bắt ông hay bỏ? Bỏ đi. Giờ còn bỏ nó đây nha, nó cũng nó bự thì nó cũng bự đó nhưng mà Ngọc cũng không có bắt ba khía nhiều làm gì. Đâu đợi em qua chứ hả? Đây cả nhà. Đâu? Trời ông khác cua dưới trời, con này thì cũng nhỏ cả nhà. Đó. Cả nhà thấy không? Rồi, anh hai bắt đây. Anh Thịnh kêu nãy giờ anh Thịnh đi gặp ba khía. Còn anh hai thì ông đi gặp cua không à? Ông chát cua ghê á. Ớt ngọc, ớt ngọc. Phải không? Ở dưới nước mặn mà ớt gần nữa. Ở dưới ớt. Ủa? Phải không? Nước mặn cũng có ớt nữa hả? Đây ớt này cả nhà. Ơi nó nhảy kìa. Chụp luôn đi. Hay là thả đi. Thả đây nhỏ. Nhỏ nha, thả đi. Tưởng đâu anh hai không giỡn. Tại vì ở đây là nước biển rồi cả nhà. Bên này là biển rồi. Tại vì nước biển cũng có ếch nữa. Nãy giờ bắt được con nào anh ba? Ui, con vợt bự vậy. Trời ơi. Hai con. Hai con cả nhà. Một con nhỏ, con to. Đi cũng lộn mắt. Con vợt nè cả nhà. Quá đã luôn.
Chứ ban ngày đi bắt dọp nó mới thấy đường. Ban đêm khó bắt quá đúng không? Đổi tối đèn quá, tại vì tối quá cả nhà. Tối đèn mình chá nhìn có thấy đâu mà. Cả nhà xem video của Ngọc, cả nhà thông cảm cho Ngọc nha, tại vì tối đèn nó rọi hơi chóng mặt một xíu á, cả nhà thông cảm cho Ngọc nha. Đâu? Đây con vợ mới nằm cái miệng cái này cả nhà. Đó, cái miệng cái này. Đây con nè. Đây con đó. Cả nhà. Đó. Nó nằm dưới. Nó lòi cái miệng nó không à. Nhìn cũng lòi lòi mắt ngoài luôn á. Đây đơn giản mới thấy được nó. Gói đồ cho vô đây. Anh dạy lên mấy cái gói này thì. À, đó, thấy không? Nằm trốn dưới cả nhà. Ý. Nè. Cua kìa. Ý, cua nữa hả? Đứng Ngọc quay cua cho cả nhà xem nha. Thấy cua nó bỏ giọt. Anh ba nói Ngọc thấy cua bỏ giọt quá nha. Quay cả nhà xem cua này nha. Cua nữa hả? Bự không? Đâu. Ui, con này cũng bự cả nhà ơi. Con này khá là bự luôn. Trời ơi, đúng là ông sát cua cơ cái nhà ơi. Mới nãy Ngọc nói với lại anh hai là tay ông chỉ có bắt cua chứ không bắt tôm được, bây giờ ai nhờ ông ba đang bắt cua không cả nhà. Bắt luôn đi. Tay cầm đây rồi. Tay cầm đó rồi hả? Tay nó nằm yên vô vậy. Nó đang ngủ á. Ngủ. Không thấy luôn á. Nãy giờ con này là con thứ ba đúng không? Giờ là con mắt luôn. Mấy con tôm bỏ hết rồi nè. Tôm bỏ bên. Giờ mấy anh em mình sẽ chia cua với lại tôm ra một bên cho để con cua nó kẹp. Kẹp con tôm bắt nhầy luôn. Bắt nhầy, bắt nhầy. Này bắt rồi. Được, chụp ngay cái càng á là khỏi phải bàn luôn. Con này con được 2 cái. Được. Được á. Rồi. Yếm nhỏ này. Ừ. Anh Thịnh ông đi bắt cua, anh kêu ông kiếm muốn lòi con mắt luôn mà không phát hiện được con cua này hết cả nhà. Anh hai thì ông phát hiện được bốn con đúng không anh hai? Nãy giờ anh ba Ngọc bắt không biết nhiều không biết. Nãy giờ có vậy? Một nón luôn hả? Trời, lượm cái nón anh bác anh bỏ vô một nón luôn. Trời ơi, cái nhà xem nè. Con này con nấy là siêu to khổng lồ luôn đó nha. Bự chà bá lửa không. Quá trời luôn. Chứ ban ngày bắt nó nhiều. Nó có một cái đường mà mồi như một kim đáy biển. Buổi sáng thì mình bắt thì nó dở dàng hơn. Tối mình soi đèn nó chỉ có bên một vùng sáng thôi, chứ còn ban ngày thì mình dễ tiếp cận nó hơn đó nha, mình thấy nó hơn, dễ thấy hơn. Mà tính ra anh bắt cũng nhiều á, bắt trời luôn cả nhà. Mà con nào con nấy bự không cả nhà, thấy không? Ít có con nhỏ lắm. Nhỏ mình ăn cũng được, nó cũng ngon. Chục rút cả nhà ơi. Ừ. Mấy anh mình lên trên kia hết rồi. Giờ Ngọc mới lên nè. Trong đó muối ghê quá. Giờ anh ba Ngọc đang ngồi rửa mấy con dợp nè cả nhà. Rửa đất nữa nướng ở nhà. Dợp rất là bự luôn. Một nón luôn cả nhà. Buồn có nước chơi cho nhà xình nữa. Lát nữa mình nướng mình ăn liền nó có sình không không? Không. Không không? Còn ở đâu ăn sình đâu nhỉ? Còn ở đâu ăn sình đâu? Dập. Nó làm sình ở đâu ăn sình đâu? Đít nó sao mà nó màu trắng luôn. Nó già quá sao màu trắng. Già quá bạc đầu. Nó cả to luôn đó nha. Còn tay ngập luôn. Giờ này rửa tay rửa chân hết rồi lên. Này cả nhà, nãy giờ anh ba Ngọc rửa
mấy con dợp nè cả nhà, được một nón luôn. Còn em nhớ có hai con cái bóng luôn mà. Một con à, được một con cái bóng cả nhà. Còn tôm thì được 1 2 3 4 5 6 7, được 7 con tôm. Được 2 3 con bự. Ở trong đây cua thì được 4 con cua. 4 cua lại mấy con ba khía cả nhà ơi. Đó, lát nữa Ngẫu lại ba anh em thì bốn anh em sẽ nướng con dợp đây với lại tôm, còn cua thì đem về mình nấu cháo cho mấy nhỏ ăn nha cả nhà, chứ nướng cua ăn nó cũng không có ngon. Bỏ tôm lên nướng nha cả nhà. Tôm cả nhà thấy tôm đã không? Vẫn tôm đây mua là không có luôn. vừa nướng vừa thấu. Vừa nướng vừa tháo luôn. Được rồi, hợp rồi. Ba con to. Nóng mà. Ba con tôm to, bốn con tôm nhỏ, một con cá bóng. Cả nhà biết con cá bóng gì cả nhà bình luận bên dưới cho Ngọc biết nha. Cá bóng nó Ngọc cũng chưa biết tên nữa. Nó con dập. Chiều ta không lồ. Đưa cái đó được ra được không? Cháy á. Vừa nướng vừa thấu luôn cả nhà. Mới nay ở nhà Ngọc có làm một tô mỡ hành nè cả nhà. Muối. Mỡ hành mình quét lên tôm nè, lát nữa mình đổ vào trong con dợp kia nữa chứ. Con dợp cả nhà, lộn. Muối nữa, mới nay Ngọc đem dầm thêm muối nữa nè. Đó, cả nhà đã ghê không? Tôm đỏ rồi kìa. Bữa nay này mình ông ham đi quá, ông chưa ăn cơm luôn cả nhà. Giờ nghe mùi là muốn ăn liền luôn. Đó thiệt cái chứ. Trời nên nấu cái tách nghe đâu bụng thiệt cái chứ. Giờ nó cũng gần chín hết rồi cả nhà ơi. Này cả nhà. Đó, giờ mấy anh em mình đến đây rồi. Mấy anh em mình cũng gần chín hết rồi. Giờ bây giờ anh hai thưởng thức trước một con cho cả nhà xem đây. Có thử ăn thứ ngon hay là không có mời mọi người nha. Dứt nè. Quất. Cái gì đó làm sao này? Ngọt hành nữa, thơm nữa. Cái này mà có thêm đậu phộng nữa hả? Ừ. Trứng gà nữa. Nó có mặn không? Không. Chảy nước hết à. Chảy nước hả? À. Giờ Ngọc mời cả nhà cùng mấy anh em mình thưởng thức thành quả mấy anh em bắt mà hồi tối giờ. Cả nhà xem nha. Ăn thôi. Dứt. Ăn ốc trước đây. Nóng rồi cả nhà nha. Mời nhà nha. Cắt cái đường thành con nóng như vậy. Mời cả nhà ăn tôm mà cả nhà. Tôm thịt dai rồi cả nhà ơi. Ngon quá, hơi lạc. Chấm miếng muối bỏ vô. Ngon quá. Hả? Bắt đầu mình ăn con nóng ngay luôn à, nó mới ngon à. Chứ nguội nó hơi tanh. Cái con con dợp này mình ăn như vậy là vừa đủ vừa bị là ăn mình ăn là được cả nhà ơi. Mình chấm muối nó thì nó hơi mặn xíu. Mời cả nhà nha. Tròn xong rồi. Dứt ra vậy. Dứt ra. Ngon quá cả nhà. Mời cả nhà thêm con tôm nữa. Mới ngon luôn cả nhà. Mời nhà ăn con cá bóng gì vậy biết rồi. Con tôm mà anh Thịnh lột vì nãy giờ chưa thưởng thức luôn hả? Đạch nó màu xanh hả? Vinh Hoa.
cá này mì béo thôi. Bóng biển, cái bóng biển như cái gì? Béo. Hàng tâm tự xếp hàng. Thì nói chung là ngày nay mấy anh em mình thành quá cũng 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 được cả nhà, cũng rất là may mắn luôn, được bốn con cua lại mấy con ba khía, tôm thì cũng được vài con, dợp thì cũng cũng khá nhiều cả nhà. Nói chung là cũng rất là may mắn luôn. Giờ cũng tối rồi cả nhà, Ngọc cũng xin tạm dừng video tại đây luôn nha. Cả nhà có yêu mến mấy anh em mình thì cả nhà hãy cho Ngọc xin một like và một đăng ký kênh nha. Ngọc xin chào cả nhà. Bye cả nhà. Bye.